tiếu vô tô. Đi đi chỗ ngồi đi con, đi chỗ ngồi đi. Về rồi mẹ cho coi. Tôi coi đâu có gì đâu đó, mẹ quay cái tô hủ tiếu thôi, mẹ đâu có là quay gì đâu. Đó, cô đang làm hủ tiếu đó. Đi dính trong tại gỗ á, đường cát đi bộ mà bữa nào không có xe đâu. Đó, dạ tại người xưa á, bây giờ đi bộ đi không nổi. Cho bà coi hủ tiếu xưa Vĩnh Châu nè. Thi ơi vô con, Thi ơi vô. Bây giờ đi từ nhà tới trường là đi không nổi. Bây giờ học sinh còn là ba mẹ chở không à? Dạ chở xe đông ở đâu dám cho đi bộ. Đây là nồi súp, súp xương nè, xương. Quán mình mở từ mấy giờ sáng tới mấy giờ tối chứ? Dạ. Bữa nay ghé hơi ít, hơi vắng người. 2-3 tuần em mới đi lên đây thì mới được ghé ăn một lần. Dạ. Rồi hai đứa qua đây nè, qua đây nè. Đây là thành quả nè, à, hủ tiếu trụng xong là như vậy nè. Hủ tiếu trụng xong là như vậy nè. Lau đũa, lau muỗng đi. Tương phở. Tường Quy đã ăn phở, còn cái này là hủ tiếu khô nè. Hủ tiếu khô Vĩnh Châu. Để ăn con mở bóp ít thôi con, đủ ăn thôi con, đừng lấy nhiều. Ủa rồi sao quy sao mà nói đòi ngày mai đi khám răng vậy? Ngày mai bữa sáng bụng răng mới mở. Răng đau cái gì? Răng sao mà đi khám, bị sao? Rồi tôi cứ mở của con thì đi. Đây là tôm xúc xương nhỏ nè. Huy Thi đó. Rồi đâu Huy Thi, tự ngồi vô bàn đi. Tự ngồi ba dắt chanh cho con đi. Ba bánh nhà. Rồi lau đũa cho mẹ luôn phải không? Mẹ coi dắt chanh nè. Rồi tự dắt coi. Ừ. Đó kỹ năng sống rồi chứ trời. Đó, cô bưng ra mình phải biết tự dắt chanh bỏ vô thùng rác đàng hoàng nè. Ủa chưa hết? Chưa hết hả? Dạ hết. Cha bữa nay ngày gì cha? Ngày gì cha? Đúng rồi, phụ nữ Việt Nam đúng rồi. Dạ cô ơi. Ơi, của chế để chế ăn sao để chế làm? Ăn cái gì? Không ăn thì con quậy. Để ăn thở. Lấy mấy cái chai này là đầy cái bàn luôn rồi đó. Đó cô múc hai cái chén súp quá trời luôn kìa. Ai. Nhìn thấy là đã thèm không? Đây nè. Hủ tiếu xương Vĩnh Châu nha. Ở đường đi biển,
Quán mình tên gì chứ ơi? Này là những gì anh? Này sa-tế. Là gì? Sa tế. Cái đó của là cha thôi đó, còn của thì từ khi là tô phở chưa lấy ra đâu đó. Anh ngồi đây cho bật cái quạt lên đi trai. Quạt nó chưa cắm điện nha ơi. Đó. Quay đó mát liền. Ừ. Rồi khi ăn đi con. Để mẹ cắt lên cho. Ờ bỏ vô đi. Rồi khi ăn ngay, khi ăn ngay. Mời mẹ coi. Rồi phở của Tường Vi ra kìa. Phở Tường Vi đâu biết ăn rau sống đâu phải không? Rau thường sáng rồi. Con không biết ăn rau quả vô không? Biết phải không? Rồi chế cho xin rau ít ít đi chế. Thôi để. Con có mổ gì? Có mổ rồi con, có hết nè. Có rồi, con đừng lấy thêm nữa. Rồi Quy chấm mà ăn này. Cái tô của Quy giữ vậy tới hai cây muỗng này cho mẹ ăn cây ơi. Ủa? Kìa cô cho dĩa rau kìa. Rồi ăn đi, ăn đi. Dạ, rồi cảm ơn chế này giá trụng nè con. Y có đứa ăn mà không biết người mẹ luôn, không biết mời cha mời mẹ ai kìa. Thầy cha mình. Vậy? Đâu biểu cảm khi ăn món mình thích kìa. À, đâu đâu gương mặt sao nè. Gương mặt bình thường quá vậy. Đâu gương mặt ăn mình thích đâu. Ồ đứa này á hả quá trời cái miệng rồi. Ăn đi ăn giỏi nè. Ăn phở phải ăn rau vậy đó con, người trộn lên. Ăn phở là bỏ đủ thứ rau vậy nè. Con không ăn ba lần ngấp cho con. Rồi khi trộn lên con. Trộn rồi. Trộn lên là súp của con nè. Để con trộn lên cho mẹ cha. Thôi khỏi để mẹ tự làm, Con biết rồi. Con ăn đi, con ăn chậm, con ăn đi, mẹ ăn nhanh lắm, ăn chút xíu là hết à. Thôi con làm chứ. Con đi đũa của con này để cái rau này rau này là lá quế á con, ngon quá trời luôn nha. Ở trong bên trên chỗ có cho nhớ thì muốn ăn phở không? Rồi ba mượn cho cái chén nào mà Tường Huy chút tình thể đi. Mẹ chỉnh lại. Là cắt nó bỏ. Ừ. Đó, thế là mình đã có tô súp xương để thưởng thức ngày nghe. Ăn ớt quá trời không đâu. Rồi Trang rồi. Tỏi con nghe nóng dữ lắm á. Ăn à, biểu cảm sao Quy ơi? Ăn gì mà gãi mũi rồi trời. Thank you.
chút xí. Yeah. Sao mà cha ăn đủ lắm giờ vậy? Nãy giờ cha này nãy giờ mà chưa được ăn luôn á. Cái món hủ tiếu của cha là phải đủ thứ cha mới ăn được đó. Đủ thứ cha không chịu ngon. Nó đủ gia vị. Ngon quá. Ngon nghe ngon không? Ngon. Tuyệt vời. Đi con ăn sao cái tôi không thấy thịt ta có cục thịt kìa. Nha. Mềm eo à? Dạ. Mày rẻ hả? Mày rẻ cục thịt qua cho. Nãy con lấy cái bọc nhỏ theo để xin mấy cục xương này cho anh Quý. Rồi xin đổ vô cái... Đổ đại cho tôi. Thì giờ múc thịt ăn cho con. Ngon không anh? Ngon. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời. Ăn cục. Thấy Tiền Vi chắc tôi phải thèm á. Cái mùi ngon. Con nhớ đó món ba mẹ làm đủ thứ mà sao mà ba chê vậy? Chê nữa. Lúc ba mẹ làm món ngon mà ba chê. Sai con ăn rồi. Ngon ơi là ngon luôn. Chuẩn cho không chịu đâu tới đây mà gấp thịt ăn trộn luôn. Nè có một cục trong chén nè, trong tô nè, ăn cho hết nè. Hủ tiếu xương nó khác chứ hủ tiếu thường là hủ tiếu thường ta sẽ sắp thịt lên trên tô hủ tiếu. Còn hủ tiếu xương thì người ta sẽ có một cái tô súp như vậy cho mình nè. Có một tô súp. Ăn một tô này xong là no luôn, ăn có khi không hết luôn á, thịt nhiều quá. Ta lại uống trà sữa luôn. Ủa giữ chìa khóa xe à. Giữ coi chừng hồi mất cái là dắt xe đi vòng cà vòng nghe không? Mẹ mát không có nhỡ à. Ăn dở giỏi đi Hi, ăn nhanh nhanh lên con. Uống mấy cái xe mới giữ ngay cho lấy. Chảy thôi. Ăn nhanh nhanh lên, ờ đúng rồi đó. Ừ. Không ngon sao người ta ăn. Đúng rồi, không ngon sao người ta ăn. Ừ, đi 1 km nó tới biển nè. Nhưng mà biển á nó xình giống như là đi thăm dạch cá vậy á. Cha không ạ? Vậy cha đi thăm lật cá là ba đi đến Vĩnh Châu để ba thăm á? Không, cái biển nó giống như thăm lật cá vậy á. Lúc đó ba chịu ba đi rồi. Còn nhớ cái gì lặp lại mình đưa miếng như thế nào. Còn đây đến anh còn tô của Hi nữa kìa, nó vẽ thịt riêng cho nó ngon. Ngon chứ. Để thử miếng súp coi. Huy ơi, Huy cầm mấy mẹ thử miếng súp coi Huy. Cho cháu uống súp nè. Ngon kìa. Súp chưa? Súp chưa. Cùng ăn đi chứ quay con, chứ con cầm con quay chứ.
gấp đi chứ quay cái miệng em chứ đâu có quay mặt em đâu. Để đây để con quay hết đi. Quay miệng rồi mà không quay ai. Đi làm gì con?